Chào mừng huấn luyện viên đến với FVNC 2021 mùa 2. Giải đấu danh giá tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc nhất Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế. Giải đấu gồm 4 vòng. Vòng tuyển chọn diễn ra trên toàn quốc tại 28 tỉnh thành. 48 đội vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tiến vào vòng chung kết miền. 12 đội vượt qua vòng chung kết miền sẽ bước tiếp vào vòng bảng chung kết quốc gia. 6 đội vượt qua vòng bảng sẽ tranh tài tại vòng chung kết quốc gia. Vòng tuyển chọn từ ngày 10 tháng 4 đến 18 tháng 4, cả nước sẽ có 45 giải đấu theo thể thức loại trực tiếp 3-3 để tìm ra 45 đội tuyển bước vòng chung kết miền. Cùng với 3 đội tuyển được đặc cách là DH Esports, 99 Ultimate và Young Boy. Vòng chung kết miền ngày 25 tháng 4 năm 2021, 16 đội tuyển của mỗi miền sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua và tìm ra 4 đội tuyển mạnh nhất mỗi miền. Vòng bảng chung kết quốc gia diễn ra ngày 2 tháng 5 năm 2021, 12 đội tuyển đứng đầu 3 miền Bắc, Trung, Nam sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng sẽ có 2 đội miền Bắc, 2 đội miền Trung và 2 đội miền Nam. Top 3 mỗi bảng sẽ tiếp tục tiến vào vòng chung kết quốc gia. Vòng chung kết quốc gia thi đấu từ ngày 15 tháng 5 đến 16 tháng 5 năm 2021. 6 đội tuyển đứng đầu sẽ thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch FVNC 2021 mùa 2. Từ vòng loại, chung kết miền và vòng bảng chung kết quốc gia, các vận động viên tham dự sẽ sử dụng chính tài khoản FIFA 24 của mình để thi đấu với cấp độ cầu thủ theo quy định để đảm bảo tính công bằng. Từ vòng chung kết quốc gia, đội hình sẽ do ban tổ chức cung cấp với quy định cấp độ sẽ được công bố sau. Hãy cùng chiến hữu lập đội tham gia giải đấu FVNC 2021 mùa 2 để trở thành một trong đội tuyển đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường quốc tế EACC 2021 và giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Đăng ký thi đấu từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại form đăng ký ở phần mô tả của video.